Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 là dịp đoàn viên thanh niên tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều công trình phần việc thanh niên để không chỉ thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn biên giới. Tại cột mốc 666 trên tuyến biên giới Thừa Thiên Huế với tỉnh Sê Công của Lào, hàng trăm đoàn viên thanh niên nghiêm trang trong lễ chào cờ bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Với nhiều bạn trẻ, lần đầu tiên đặt chân lên biên giới, được tham gia buổi chào cờ đã để lại nhiều cảm xúc. Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ chào cờ cột mốc. Cảm xúc của em rất là vinh dự và tự hào khi là một trong đội đoàn viên được tham gia trong lễ ngày hôm nay. Tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, những đội viên, đoàn viên tiêu biểu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trưởng thành từ các hoạt động phong trào đoàn của địa phương, được huyện đoàn A Lưới tổ chức để kết nạp đoàn viên, đội viên. Với hội thi Khánh Huyền, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Sau những nỗ lực và phấn đấu, huyện đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi rất vinh dự và tự hào khi là đại diện của tuổi trẻ A Lưới được kết nạp Đảng tại cột mốc. Và tôi xin hứa rằng sẽ cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng cho quê hương A Lưới ngày càng giàu đẹp hơn nữa. Trong chuỗi các hoạt động của chương trình tháng 3 biên giới tại huyện A Lưới, đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như tuyên dương điển hình tiên tiến, cán bộ đoàn có các mô hình công trình phần việc thanh niên tiêu biểu trong tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện chương trình tháng 3 biên giới, tặng 80 suất quà trị giá 65 triệu đồng cho các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thông qua này để chúng tôi tiếp tục giáo dục, tuyên truyền và quán triệt cũng như nâng cao nhận thức và ý thức về những cái điều thiêng liêng trong cái chủ quyền biên giới của Tổ quốc dành cho cả đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy cái tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giúp đỡ bà con tuyến biên giới thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình tháng 3 biên giới là hoạt động thường niên được tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị tổ chức nhằm tăng cường nghĩa tình biên giới biển đảo, nâng cao hơn nữa nhận thức, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của mình bằng những công trình phần việc thanh niên góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn biên giới.